Sáng 29 tháng 10, bà Võ Thị Bích Thủy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phước Tân 1, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học do nước lũ ngập trường. Theo đó, có 58 lớp các khối 6, 7, 8, 9 được nghỉ học trong ngày 29 tháng 10. Thông tin ban đầu, nước bắt đầu dâng cao và gây ngập khoảng 0 giờ sáng cùng ngày. Đến khoảng 4 giờ sáng, nước lũ lên chậm dần. Theo ghi nhận, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, sân trường vẫn lên láng nước con đường phía trước trường và cổng trường ngập sâu, điểm sâu nhất khoảng 80cm. Đồng thời cho biết, tùy tình hình nước lũ rút sẽ tiến hành vệ sinh trường lớp rồi thông báo cho học sinh đi học trở lại và sắp xếp học bù sau. Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây ngập lụt là do mưa lớn những ngày gần đây. Nước lũ từ thượng nguồn, sông buôn, ồ ạt đổ về. Không chỉ trường trung học cơ sở Phước Tân 1, mà một số tuyến đường dân sinh và rất nhiều hộ dân các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Đồng, phường Phước Tân bị ngập nặng chính quyền địa phương đã bố trí các điểm chốt trực ở khu vực nguy hiểm lực lượng công an dân quân cùng các đơn vị liên quan đang tích cực hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi vùng ngập để giảm thiểu thiệt hại